Pháp Sư Tuệ chuyên giảng chỉ quán đến hỏi: "Thiền sư biện biệt được ma chăng?" Sư bảo: "Khởi tâm là thiên ma, chẳng khởi tâm là ấm ma, hoặc khởi chẳng khởi là phiền não ma. Trong chánh pháp ta không có việc như thế." Nhất tâm tam quán nghĩa thế nào? Tâm quá khứ thì đã qua, tâm vị lai thì chưa đến, tâm hiện tại thì không trụ, ở trong đó lại dùng tâm nào để quán? Thiền sư chẳng hiểu chỉ quán. Tọa chủ hiểu chăng? Hiểu. Như trí giả đại sư nói chỉ để phá chỉ, nớ quán để phá quán. Trụ chỉ thì chìm trong sanh tử, trụ quán thì tâm thần loạn. Thế là phải đem tâm chỉ tâm hay khởi tâm quán để quán. Nếu có tâm quán là pháp thường kiến, nếu không tâm quán là pháp đoạn kiến, cũng có cũng không là pháp nhị kiến. Thỉnh tọa chủ xét kỹ nói xem. Nếu hỏi như thế đều không thể nói được, vậy thì đâu từng chỉ quán? Có người hỏi: "Bát nhã lớn chăng?" Sư đáp: "Lớn." "Lớn bằng chừng nào?" "Không có ngàn mé." "Bát nhã nhỏ chăng?" "Nhỏ." "Nhỏ bằng chừng nào?" "Xem chẳng thấy." "Chỗ nào là bát nhã, chỗ nào chẳng phải bát nhã?" Pháp sư giảng kinh Duy Ma hỏi: "Chư Bồ Tát, mỗi vị nhập pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma lặng thinh là cứu cánh chăng?" Sư đáp: "Chưa phải cứu cánh. Thánh ý nếu tột thì đến quyển ba lại nói việc gì?" Pháp sư im lặng giây lát thưa: "Thỉnh thiền sư, vì tôi nói ý chưa cứu cánh." Sư bảo: "Căn cứ trong kinh thì quyển nhất là dẫn chúng gọi mười vị đại đệ tử trụ tâm, quyển hai là chư Bồ Tát mỗi vị nói nhập pháp môn bất nhị, dùng lời nói để hiển bày không lời. Ngài Văn Thù dùng không lời để hiển bày không lời. Ngài Duy Ma chẳng dùng lời, chẳng dùng không lời. Cho nên lặng thinh để thâu ngôn ngữ ở trước. Quyển ba là từ chỗ lặng thinh khởi nói, lại hiển thần thông tác dụng. Tọa chủ hội chăng?" "Thật là kỳ quái, đúng thế." "Cũng chưa đúng thế." "Tại sao chưa đúng thế?" "Giả lại, vì để phá tình chấp của người nên nói như thế. Nếu y cứ ý kinh thì chỉ nói sắc tâm không tịch, khiến người thấy bản tánh, dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật, chứ nhằm trên ngôn ngữ với mực mà thảo luận suy tính, cốt hội được hai chữ tịnh danh là đủ. Tịnh là bản thể, danh là tích dụng. Từ bản thể khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể. Thể và dụng không hai, bản xưa và tích nay không khác. Do đó cổ nhân nói: bản xưa tích nay tuy khác, chẳng nghĩ bàn là một vậy. Một cũng chẳng phải một. Nếu hiểu hai chữ tịnh danh là giả hiệu, lại nói cái gì cứu cánh cùng chẳng cứu cánh, không trước không sau, chẳng phải gốc chẳng phải ngọn, chẳng phải tịnh chẳng phải danh, vì chỉ bày cho chúng sanh bản tánh bất tư nghì giải thoát. Nếu người không thấy tánh, trọn đời chẳng thấy được lý này. Có vị tăng hỏi: "Muôn pháp trọn không, thức tánh cũng vậy, ví như bong bóng nước, một khi tan thì không hợp lại. Thân này chết chẳng sanh trở lại, tức là rỗng không, thì chỗ nào mà có thức tánh?" Sư đáp: "Bong bóng nhân nước mà có, bong bóng tan đâu thể không nước, thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. Đã nói có tánh, thử đem ra xem. Ông tin có ngày hôm qua chăng?" "Tin." "Ông đem ngày hôm qua đến xem." "Ngày hôm qua thật là có, nhưng mà hiện giờ không thể đem đến được." "Ngày hôm qua không thể đem đến được, chẳng phải không ngày hôm qua. Ông tự không thấy tánh, chẳng phải không có tánh. Nay thấy mặt y, ăn cơm, đi, đứng, ngồi, nằm đối diện mà chẳng biết, đáng gọi là ngu mê. Ông muốn thấy ngày hôm qua thì cùng ngày nay chẳng khác. Đem tánh đi tìm tánh muôn kiếp trọn chẳng thấy. Cũng như có người chẳng thấy mặt trời, chẳng phải mặt trời không có." Pháp sư chuyên giảng Thanh Long Sớ đến hỏi: "Kinh nói
không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Thiền sư thể hội như thế nào? Sư đáp: vì thể Bát Nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp. Ở trong thể không tịch của Bát Nhã đủ diệu dụng như hà sa, là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là nói pháp. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Pháp sư giảng kinh Hoa Nghiêm hỏi: thiền sư tin vô tình là Phật chăng? Sư đáp: chẳng tin. Nếu vô tình là Phật thì người sống chẳng bằng người chết, lừa chết, chó chết lẽ ra hơn người sống. Kinh nói: Phật thân tức là pháp thân, từ giới định tuệ mà sanh, từ tam minh lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà sanh. Nếu nói vô tình là Phật, đại đức hiện giờ chợt chết liền thành Phật rồi. Có pháp sư hỏi: trì kinh Bát Nhã công đức rất nhiều, thầy có tin chăng? Sư đáp: chẳng tin. Nếu vậy, sự linh nghiệm truyền lại hơn 10 quyển đều không thể tin sao? Người sống giữ hiếu tự có cảm ứng, không phải xương trắng hay có cảm ứng. Kinh là chữ giấy mực, chữ giấy mực tánh nó không thì chỗ nào có linh nghiệm? Sự linh nghiệm tại người trì kinh dụng tâm nên thần thông cảm vật. Thử đem một quyển kinh để trên bàn, không có người thọ trì, tự nó có linh nghiệm chăng? Có vị tăng hỏi: chưa biết tất cả danh tướng và pháp tướng, nói cùng với nín, thế nào thông hội liền không có trước sao? Sư đáp: khi một niệm khởi xưa nay không tướng không danh, làm sao được nói có trước sao? Chẳng rõ danh tướng vốn tịnh, vọng chấp có trước sao? Cổng danh tướng khóa, chẳng phải chìa khóa trí thì không thể mở. Hễ nói trung đạo thì bệnh tại trung đạo, nói hai bên thì bệnh tại hai bên. Chẳng biết hiện dụng là pháp thân vô đẳng đẳng Phật, mê ngộ được mất là pháp của người thường, tự khởi sanh diệt, chôn vùi chánh trí, hoặc đoạn phiền não, hoặc cầu bồ đề, đều là chối bỏ Bát Nhã. Có người hỏi: luật sư cớ sao chẳng tin thiền? Sư đáp: vì lý sâu kính khó hiển bày, danh tướng dễ giữ, người không thấy tánh nên chẳng tin thiền. Nếu người thấy tánh gọi đó là Phật, người biết Phật mới hay tin vào. Phật chẳng xa người mà người xa Phật, Phật là tâm đạo mà người mê căn cứ trong văn tự để tìm. Người ngộ nhằm nơi tâm mà giác, người mê tu nhân đợi quả. Người ngộ thấu rõ tâm không tướng, người mê chấp vật giữ cái ngã làm mình. Người ngộ Bát Nhã ứng dụng hiện tiền, người ngu chấp không chấp có sanh kẹt. Người trí thấy tánh liễu tướng linh thông, hàng càng tuệ tuệ khô, biện luận mỏi miệng, bậc đại trí thấu suốt bản thể tâm an vui. Bồ Tát chạm vật soi tỏ, thanh văn sở cảnh làm mờ tâm. Người ngộ hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật. Có người hỏi: thế nào là được thần thông? Sư đáp: thần thánh linh thông khắp giáp thế giới, như các bụi núi sông đá vách qua lại không ngại. Trong sát na đi muôn dặm, qua lại không dấu vết. Lửa không thể đốt, nước không thể chìm. Người ngu tự không tâm trí, muốn thân tứ đại này được bay trong hư không. Kinh nói: phàm phu chấp tướng tùy nghi gì họ nói. Tâm không hình tướng tức là sắc thân di diệu, không tướng tức là tướng thật. Tướng thật thì thể nó không, gọi là thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm nên gọi là pháp thân công đức. Chính pháp thân này là gốc của muôn hạnh, tùy công dụng đặt tên. Nói thật chỉ có pháp thân thanh tịnh. Có người hỏi: kẻ nhất tâm tu hành thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu diệt chăng? Sư đáp: người không thấy tánh chưa được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh như mặt trời dọi sương tuyết, lại người thấy tánh ví như cơm cỏ bằng ngọn núi Tu Di, chỉ dùng một đốm lửa là cháy rụi, nghiệp chướng như cỏ, trí tuệ như lửa. Thế nào biết được nghiệp chướng hết? Hiện tiền tâm thông
thì việc sanh trước sau đều thông. Ví như nhìn thấy Phật trước, Phật sau, muôn pháp đồng thời. Kinh nói một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết trí. Có vị cư sĩ hỏi, thế nào được trụ chánh pháp? Sư đáp, cầu trụ chánh pháp là tà, vì cớ sao? Vì pháp không có tà chánh, làm sao được thành Phật? Chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. Kinh nói, tâm Phật và chúng sanh cả ba đều không sai biệt. Nếu hiểu như thế được giải thoát chăng? Vốn tự không phược, trói buộc, chẳng cần cầu giải. Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, chẳng dùng trong câu số mà cầu. Pháp chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, không thể do trong nhân quả mà khế hội. Pháp vượt tất cả, không thể so sánh. Pháp thân không hình tượng, ứng vật hiện hình, chẳng đời thế gian mà cầu giải thoát. Có vị tăng hỏi, cái gì là bát nhã? Sư bảo, ngươi nghi cái gì không phải bát nhã, thử nói xem. Thế nào được thấy tánh? Thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thế nào là tu hành? Cốt đừng ô nhiễm tự tánh, tức là tu hành. Chứ tự lừa dối là tu hành. Đại dụng hiện tiền, tức là pháp thân vô đẳng đẳng, Phật. Trong tánh có ác chăng? Trong đây thiện còn chẳng lập, thiện ác đều chẳng lập. Đem tâm dùng vào chỗ nào? Đem tâm dùng tâm là đại điên đảo. Làm thế nào mới phải? Không làm thế nào cũng không phải. Có người hỏi, có người chèo thuyền, lường thuyền cọ chết, con ốc con hến, là người chịu tội hay thuyền chịu tội? Sư đáp, người thuyền cả hai đều không tâm, tội chính tại ông. Ví như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có người làm, không có người chịu, nhưng trong thế giới đâu không phải là chỗ chúng sanh chịu khổ. Có vị tăng hỏi, chưa biết thế thác tình, gửi tình, thế chỉ cảnh, thế nói nín, cho đến thế nhướng mày chớp mắt, vân vân, làm sao được thông hội ở trong khoảng một niệm? Sư đáp, không có việc ngoài tánh. Người dũng diệu thì động yên đều diệu, người tâm chân thì nói nín thảy chân, người hội đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Vì mê tự tánh nên muôn lầm phát sanh. Thế nào là pháp có tâm chỉ? Tùy chỗ kia lập liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù nơi gốc vô trụ lập tất cả pháp, chẳng đồng thái hư chăng? Người sợ đồng thái hư chăng? Sợ. Cái biết sợ là chẳng đồng thái hư. Chỗ nói không thể đến, làm sao hiểu được? Nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến. Có hơn 10 vị túc đức đồng đến hỏi. Kinh nói, phá diệt Phật Pháp, chưa biết Phật Pháp có thể phá diệt chăng? Sư đáp, phàm phu ngoại đạo bảo Phật Pháp có thể phá diệt, người nhị thừa bảo Phật Pháp không thể phá diệt. Trong chánh pháp của tôi không có hai cái thấy này. Nếu luận về chánh pháp, chẳng những phàm phu ngoại đạo, cho đến hàng nhị thừa, cho đến vị Phật cũng là người ác. Pháp chân, pháp quyển, pháp không, pháp chẳng thông, mỗi thứ có chủng tánh chăng? Pháp tuy không có chủng tánh, ứng vật đều hiện, tâm quyển nên tất cả pháp đều quyển. Nếu có một pháp chẳng quyển thì quyển ắt có định, tâm không nên tất cả đều không. Nếu có một pháp chẳng không thì nghĩa không chẳng lập. Khi mê thì người theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người. Như sum la vạn tượng đến không là tột, trăm sông các dòng đến biển là tột, tất cả hiền thánh đến Phật là tột. 12 phần kinh, 5 bộ tỳ ni luật, 5 vi đà luận, luận đến tâm là tột. Tâm là gốc diệu của tổng trì, là nguồn lớn của muôn pháp, cũng gọi là kho đại trí tuệ, vô trụ niết bàn. Trăm ngàn muôn tên thảy là tên khác của tâm mà thôi. Thế nào là quyển? Quyển không có tướng nhất định, như dòng lửa quay, như thành càn thác bà, như người gỗ bằng máy, như sóng nắng, như hoa giữa hư không, đều không có pháp thật. Sao gọi là thầy đại quyển? Tâm gọi là thầy đại quyển, thân là thành đại quyển,
danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Thế giới nhiều như cát bụi, không có việc gì ngoài quyển. Phàm phu chẳng biết quyển, nơi nơi mê nghiệp quyển, thanh văn sợ cảnh quyển, mờ tâm vào tịch diệt. Bồ Tát biết pháp quyển, đạt thể quyển, chẳng câu nệ tất cả danh tướng. Phật là thầy đại quyển, xoay bánh xe pháp đại quyển, thành niết bàn đại quyển, chuyển sanh diệt quyển, được chẳng sanh chẳng diệt, chuyển cõi ô uế như cát bụi, thành pháp giới thanh tịnh. Có vị tăng hỏi, tại sao chẳng chịu tụng kinh mà gọi là khách ngữ, kẻ học nói? Sư đáp, như chim anh giỏ chỉ học tiếng người mà không hiểu ý người. Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận được ý Phật mà chỉ tụng, ấy là người học ngữ, do đó nên chẳng chịu tụng kinh. Không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý, người nói như thế cũng là học ngữ. Đồng là ngôn ngữ, sao thầy chẳng nhận lời tôi? Ngươi hãy lắng nghe, trong kinh có đoạn văn rất rõ ràng. Ta nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn, chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa. Người được ý vượt ngoài lời, người ngộ lý vượt ngoài văn tự, pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể nhằm trên câu văn mà cầu. Thế nên người phát bồ đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá quên nơm, được thỏ bỏ bẫy. Có pháp sư hỏi, niệm Phật là hữu tướng đại thừa, ý thiền sư thế nào? Sư đáp, vô tướng vẫn chẳng phải đại thừa, huống là hữu tướng. Kinh nói, phàm phu chấp tướng tùy nghi vì họ nói, nguyện sanh tịnh độ, chưa biết thật có tịnh độ chăng? Kinh nói, muốn được tịnh độ phải tịnh tâm kia, tùy tâm kia tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là tịnh độ. Ví như sanh trong nhà quốc vương, nhất định nối nghiệp quốc vương, phát tâm hướng Phật đạo là sanh nơi cõi Phật tịnh. Tâm kia nếu chẳng tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là quế độ. Tịnh và quế độ là tại tâm, chẳng phải tại cõi nước. Mỗi ngày nghe nói đạo, chưa biết người nào hay thấy. Người có tuệ nhãn hay thấy, rất thích đại thừa, làm sao học được? Ngộ là được, chẳng ngộ là chẳng được. Làm sao được ngộ? Phải quán kỹ. Giống vật gì? Giống không vật. Thế nào là rốt ráo không? Không chẳng rốt ráo. Thế nào là hữu? Hữu mà không tướng, chẳng ngộ làm sao? Đại đức tự chẳng ngộ, chẳng phải tại người làm chướng ngại. Phật pháp ở nơi ba mé, trong ngoài giữa chăng? Thấy tại vô tướng, chẳng ở ngoài nơi ấy, ứng dụng không cùng, chẳng ở tại trong, chẳng giữa không có chỗ trụ, ba mé không thể được. Câu đáp này rất hỗn tạp. Chính khi thầy nói hai chữ hỗn tạp là ở trong ở ngoài chăng? Đệ tử xét nghiệm trong ngoài không dấu vết. Nếu không dấu vết thì biết rõ lời nói từ trước đến giờ không có hỗn tạp. Thế nào được làm Phật? Tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào chăng? Như hiện nay, chính khi làm ác lại có lành chăng? Không, chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh cũng như thế. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? Tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh. Tánh không hình tướng, tùy dụng đặt tên. Kinh nói, tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Kinh Kim Cang. Cấp vị tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, rời ngoài tâm thì không có Phật. Thế nào là pháp thân? Tâm là pháp thân, nghĩa là hay sanh muôn pháp, nên gọi là pháp giới thân. Luận khởi tính nói là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh, tức y tâm này hiển bày nghĩa đại thừa. Thế nào là nói có quyển kinh lớn trong hạt bụi nhỏ? Trí tuệ là quyển kinh lớn. Kinh nói, có quyển kinh lớn lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên ở trong một hạt bụi nhỏ. Một hạt bụi
là một niệm tâm trần vậy. Cho nên nói trong một niệm trần nói ra hà sa bài kệ, người đời tự chẳng biết. Sao gọi là thành đại nghĩa? Sao gọi là vua đại nghĩa? Thân là thành đại nghĩa, tâm là vua đại nghĩa. Kinh nói, người đa văn giỏi về nghĩa mà chẳng giỏi về nói năng. Nói năng là sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt, nghĩa không hình tướng ngoài lời nói năng. Tâm là quyển kinh lớn, tâm là vua nghĩa lớn. Nếu người chẳng biết tâm rành rõ thì không gọi là giỏi nghĩa, chỉ là người học ngữ. Kinh Bát Nhã nói, độ chín loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn. Lại nói, thật không chúng sanh được diệt độ. Hai đoạn văn kinh này làm sao thông hội? Người xưa và người nay đều nói, thật độ chúng sanh mà không chấp tướng chúng sanh. Tôi vẫn còn nghi, thỉnh thầy vì tôi giải nghi. Chín loài chúng sanh trong một thân đầy đủ, tùy tạo nghiệp, tùy thành quả. Vô minh là noãn sanh, sanh bằng trứng. Phiền não bao bọc ở trong là thai sanh, sanh bằng bào thai. Nước ái đượm nhuần là thấp sanh, sanh chỗ ẩm ướt. Chợt khởi phiền não là quá sanh, từ loài này quá sanh loài khác. Ngộ liền là Phật, mê gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ dùng tâm niệm niệm làm chúng sanh. Nếu thấu rõ niệm niệm nơi tâm, thể nó đều không, gọi là độ chúng sanh. Người trí căn cứ trên bản tế tâm của mình mà độ. Lúc chưa thành hình, chưa thành hình đã không, thì biết thật không chúng sanh được diệt độ. Có vị tăng hỏi, ngôn ngữ là tâm chăng? Sư đáp, ngôn ngữ là duyên chẳng phải tâm. Lìa duyên cái gì là tâm? Lìa ngôn ngữ không tâm, lìa ngôn ngữ đã không tâm, vậy cái gì là tâm? Tâm không hình tướng, chẳng lìa ngôn ngữ. Chẳng phải chẳng lìa ngôn ngữ, tâm thường lặng lẽ, ứng dụng tự tại. Tổ sư nói, nếu thấu rõ tâm phi tâm, mới hiểu tâm tâm pháp. Có vị tăng hỏi, thế nào là định tuệ đồng học? Sư đáp, định là thể, tuệ là dụng. Từ định khởi tuệ, từ tuệ về định, như nước với sóng, một thể lại không có trước sau, gọi là định tuệ đồng học. Phàm kẻ xuất gia chứ tìm lời theo câu, đi đứng ngồi nằm đều là tánh dụng của ngươi, thì có chỗ nào cùng đạo không tương ưng? Hãy tự nhất thời thôi dứt đi, nếu chẳng theo gió ngoại cảnh thì nước tánh thường tự lặng lẽ, vô sự trân trọng.